Tự tay ráp sạc dự phòng tặng người yêu cho nó ý nghĩa mọi người ạ. Đây là cái box sạc dự phòng một cell sử dụng pin 21700 mình được anh Tú tặng này. Và mình sẽ sử dụng một cell pin 21700 nhá. Pin này là pin tháo khối, mình được anh Tú tặng nốt, dùng cell Samsung này anh em nhá. Mặc dù là đồ được tặng nhưng mà mình tự tay ráp thì vẫn có ý nghĩa hơn là đi mua về để tặng người yêu đúng không? Mình tự ráp như này mình có thể kiểm soát được chất lượng pin. Đi mua thì đôi khi ở bên ngoài rất là đẹp nhưng mà không biết lõi nó như nào thì cũng không an tâm lắm anh em ạ. Ok thì kết nối cái này quá là đơn giản rồi. Trên mạch nó có ký hiệu hết. Đấy, mình cứ hàn đúng âm dương rồi là đúng vị trí là ok thôi. Cái sạc dự phòng mình đang ráp này nếu mà sử dụng pin xịn thì dung lượng pin nó là 4800. Đấy, thì cứ cho là hơn 4000 mAh cũng ok anh em ạ. Cũng phải trừ hao phí chứ. Còn những cái loại mua trôi nổi thì có thể là pin nó chất lượng không cao thì dung lượng nó sẽ thấp hơn anh em ạ. Cái sạc này thì trên thân nó tích hợp một cái chân sạc Type-C và một dây sạc Lightning. Nó sẽ không có cổng USB nên anh em nào có dự định là sử dụng loại này để tặng người yêu ấy thì anh em phải xem là người yêu sử dụng điện thoại gì nhá. Một là sử dụng iPhone, hai là sử dụng những cái loại điện thoại mà cổng sạc là Type-C anh em nhá. Còn nếu người yêu của anh em sử dụng điện thoại nó là cổng micro USB ấy thì một là anh em chọn loại sạc dự phòng khác, còn hai là anh em sẽ mua cho người yêu một con iPhone xịn xịn rồi tặng cái này đảm bảo là cưới luôn. Anh em mà muốn ý nghĩa thì làm như mình, mua box sạc rồi là mua pin xịn về tự đóng, với điều kiện là anh em cũng phải biết một chút về kỹ thuật nhá, không làm lung côm được đâu. Mình đã ráp xong anh em ạ, các chức năng đều ok hết nhá. Hy vọng là người yêu mình sẽ xem được video này anh em ạ. Ráp cái sạc dự phòng vừa nhỏ gọn vừa đẹp như này để tặng ấy, có phải đơn giản đâu, mất bao thời gian đấy, cụ thể là 5 phút. Rồi, bây giờ mình sẽ đem đi tặng người yêu anh em nhá. À mà từ từ đã, mình làm đéo thì có người yêu nhỉ. Thôi cất đi để dùng thôi anh em ạ.